Rồi, quạt đã quay. Và khi tôi chỉnh cái độ trọng xung trên cái đồng hồ này thì các bạn hãy xem cái tốc độ quạt nó thay đổi như nào. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bách Khoa Điện Tử .vn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức điều khiển tốc độ động cơ một chiều trong thực tế. Động cơ một chiều DC được sử dụng rất nhiều cho các thiết bị điện như là máy chạy bộ này, hệ thống quay đĩa VCD, DVD này, hệ thống quay của băng từ này, các cái quạt làm mát này, và các cái máy tự động này, các cái hệ thống dẫn động băng truyền này, băng tải này, rất là nhiều. Việc điều khiển tốc độ của nó sẽ liên quan mật thiết đến chức năng của những cái máy đó. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều được sử dụng phổ biến trong thực tế. Đầu tiên đó là phương pháp thay đổi điện áp nguồn nuôi cấp vào động cơ một chiều. Thì trên đây là một cái quạt động cơ quạt gió làm mát DC. Và ở đây thì tôi sẽ sử dụng một cái bộ nguồn cấp trước có giải điều chỉnh là từ 3 cho đến 24V. Ok. Thì các bạn hãy quan sát, cái này thì hầu hết là chúng ta đều biết đây là khoảng 3V, thì động cơ nó quay rất là lừ đừ. Khi tôi tăng điện áp lên thì các bạn sẽ thấy động cơ sẽ quay nhanh hơn. Càng tăng điện áp càng cao thì động cơ quay càng nhanh. Ok, vậy là phương pháp thứ nhất rất là đơn giản, chỉ cần một cái bộ nguồn có khả năng điều chỉnh điện áp đầu ra thì cái động cơ một chiều nó thay đổi tốc độ. Phương pháp này tuy rất là đơn giản nhưng có cái nhược điểm của nó là nó rất là khó điều khiển tự động hóa. Để khắc phục cái nhược điểm này thì người ta sử dụng phương pháp thứ hai, đó là phương pháp điều chế độ trọng xung PWM để kích dẫn một cái khóa truyền mạch đóng cắt điện cho cái động cơ DC này. Thì cái nguyên lý chung thì các bạn hãy nhìn trên cái sơ đồ mạch điện như này. Trong đó thì cái cực dương của động cơ được cấp thẳng lên dương nguồn của nguồn này. Cực âm của động cơ này sẽ được đấu với cả một con khóa truyền mạch, có thể là transistor hoặc là MOSFET. Và cái cực còn lại của khóa truyền mạch nhá, thì các bạn sẽ đấu với cả âm của nguồn. Còn cái cực điều khiển của cái khóa truyền mạch đấy, tại sao tôi gọi là khóa truyền mạch? Vì trong thực tế thì cái khóa truyền mạch này có thể là MOSFET, có thể là transistor, có thể là IGBT. Và cái xung điều khiển ấy nó sẽ đưa vào cái chân điều khiển thông qua một hệ thống điện trở hoặc hệ thống driver. Thì tùy từng vào cái linh kiện công suất ở đây, cái khóa truyền mạch đây là MOSFET, là IGBT hay là transistor mà chúng ta sẽ có cái tăng kích này phù hợp. Ok, thì nguyên lý của nó là sẽ đưa ra một cái mạch dao động, trong đó thì cái tỷ lệ độ động xung này, cái tần số thì không thường là cố định nhá, khi ra thiết kế là tần số đó là cố định, nhưng cái độ trọng xung tức là cái tỷ lệ thời gian xung cao này thay đổi được so với cả cái tỷ lệ thời gian xung thấp này thì người ta gọi là điều chế độ trọng xung, và đưa cái xung đấy vào chân kích thích của cái khóa truyền mạch này, thì lúc đó thì cái điện áp hiệu dụng hay cái điện áp trung bình rơi trên cái động cơ này sẽ thay đổi theo phụ thuộc vào cái độ trọng xung kích thích vào cái chân điều khiển này. Để minh họa cho cái lý thuyết vừa rồi thì tôi sử dụng một cái bộ điều khiển độ động xung, đó là chính là cái model đồng hồ này. Thì tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều lần rồi, cái đồng hồ của tôi là có khả năng là xuất ra được cái xung có thể điều chế được độ động xung. Và đây tôi sẽ sử dụng cái tần số là 2400Hz, tức là 2.4kHz nhé. Ok, thì cái độ động xung này, tỷ lệ chiếm trống này, hay duty cycle thì nó sẽ hiển thị ở trên này, mặc định là cái xung vuông và xung thấp là bằng nhau, tức là mỗi thằng chiếm 50% và nó sẽ hiển thị 50%. Cho các bạn xem thì các bạn hãy quan sát trên máy hiện sóng ở đây. Ở đây thì cái boost duty là cái tỷ lệ chiếm trống này. Ở đây đang khoảng hơn 50% nha các bạn. Và tần số là khoảng 2.4kHz. Tần số 2.4kHz. Khi tôi chỉnh trên đồng hồ nhá thì cái độ động xung nó sẽ thay đổi theo, và các bạn thấy đây là nó khoảng 70-mấy% này này. Hơn 75% nhá. Và cái tần số của chúng ta vẫn giữ nguyên là khoảng 2.4kHz. Thì vậy là cái đồng hồ này có khả năng là tạo ra được một cái xung có thể khả năng điều chế được độ rộng của nó, nhưng cái tần số của nó là không thay đổi.
vẫn là khoảng 2,4 kHz. Thì tôi sẽ điều khiển cái động cơ này sử dụng một con chăn đi to, cụ thể là con típ 41 TP41, và cái động cơ mắc hệt như cái sơ đồ này. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái xung từ cái đồng hồ đưa ra nhé, từ hai chân của đồng hồ này. Đấy, trong đó thì que đen đưa vào mát của hệ thống nhé, và cái đầu ra que đỏ nhé, xung nó sẽ đưa vào kích thích qua cái chân của một con điện trở đây. Và đây là con chăn đi to, đây là con chăn đi to này. Đấy, mạch cũng rất là đơn giản. Rồi, quạt đã quay. Và khi tôi chỉnh cái độ trọng xung trên cái đồng hồ này thì các bạn hãy xem cái tốc độ quạt nó thay đổi như nào. Khi tôi chỉnh cái độ trọng xung nó càng cao này, cái xung cao gần như cái xung thấp chỉ là cái xung nhọn thôi nha, thì gần như là quạt nó quay tốc độ nhanh nhất này. Đấy, khi tôi cho cái xung kích thích này, nó chỉ có chiếm khoảng 2% thôi, thì gần như là quạt chưa đủ kích thích, chưa quay này. Và bắt đầu tôi tăng cái độ trọng xung kích thích lên thì bắt đầu quạt nó đã được mồi dần lên này. Đấy, quạt bắt đầu quay và các bạn sẽ thấy là nó quay rất từ từ. Và tôi tiếp tục tăng dần lên. Các bạn hãy quan sát tốc độ quạt đồng thời là với cả cái độ trọng xung kích thích. Như vậy là sau video này, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn hai phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một chiều DC được sử dụng rất nhiều trong thực tế. Đó là phương pháp đơn giản nhất, đó là sử dụng một cái bộ nguồn có khả năng điều chỉnh được điện áp ra. Có thể là một bộ nguồn như này, cũng có thể là những cái mạch nguồn búc như này. Các bạn cấp vào một nguồn điện áp cố định là điện áp cao trước, sau đó có thể vặn chiết áp để giảm cái điện áp đi. Và lúc đó thì động cơ DC sẽ được giảm tốc độ. Phương pháp thứ hai là phương pháp sử dụng một cái mạch điện có khóa truyền mạch là con MOSFET IGBT hoặc transistor, và đưa vào cái mạch kích thích này bằng một cái bộ dao động có khả năng điều chế được độ trọng xung của nó. Thì ở dưới đây là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một cái mạch dao động rất là đơn giản, các bạn có thể tự chế, tự lắp ráp. Đây là hai cái khối khuếch đại thuật toán của con LM358 nhá. Các bạn sẽ mắc mạch như thế này, và tại cái điểm để áp đầu ra, ở cái đầu ra con áp em, các bạn sẽ kích thích vào một con MOSFET như này, thì cái độ trọng xung ở đây sẽ được thay đổi nhờ con chiết áp này. Và từ cái xung ở đây các bạn có thể kích thích vào trên cái mạch này, có thể là sử dụng MOSFET như trong trường hợp này, hoặc có thể sử dụng transistor như ở đây. Còn trong cái ví dụ minh họa này thì chúng tôi không có thời gian lắp ráp cái mạch đó, và tôi sẽ sử dụng luôn một cái bộ điều chế độ trọng xung xuất ra từ cái đồng hồ của chúng tôi. Nếu điều khiển tốc độ động cơ bằng phương pháp sử dụng điều chế độ trọng xung PVKM có cái ưu điểm của nó là cái xung này có thể được lập trình từ một hệ thống vi xử lý, hay nói cách khác là nó có thể được điều khiển thông qua máy tính hoặc một con chip vi xử lý. Cái việc này có thể được xuất nhập trên màn hình hoặc là bàn phím của các thiết bị. Nó rất là đơn giản hơn là so với cả một cái mạch nguồn biến đổi được. Và nếu như các bạn có một sự nhạy bén thì các bạn có thể thấy rằng là với một bộ nguồn lập trình như thế này, nó cũng có thể là để điều khiển được tốc độ động cơ. Tuy nhiên rồi, và lúc đó thì để tạo ra một bộ nguồn lập trình thì nó còn phức tạp hơn rất là nhiều so với cái mạch điều chế được độ trọng xung. Đây là một bộ nguồn lập trình, và tôi xoay cái encoder này thì các bạn thấy rằng là cái điện áp ra có khả năng được thay đổi này. Đấy, và khi các bạn cấp điện áp ra thì đương nhiên là tốc độ quạt của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Vậy là sau video này chúng tôi đã hướng dẫn các bạn hai phương pháp điều khiển tốc độ động cơ DC một chiều trong thực tế. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Mọi vấn đề cần thắc mắc các bạn hãy comment bên dưới và chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.